chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo chương trình của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trong nhà máy Lữ Yên Phụ. Ngày hôm nay thì nhà máy Lữ Yên Phụ có tổ chức cái đêm hội trăng rằm nhân dịp Trung thu để nhằm thúc đẩy cái tinh thần đoàn kết và vui chơi học hỏi của các bé. Đấy, phải đi qua máy quay mới được lên ảnh. Đây, bây giờ thì xin mời các bạn cùng tham gia đêm hội trăng rằm với các bé nha.
Oh!
và bây giờ đấy tất cả toàn các anh em hết rồi. Ôi bố bạn anh rồi. Thì kết thúc chương trình thì hôm nay anh có hai trò chơi, thứ nhất là bánh trung thu. Các em ai đã ăn bánh trung thu đúng không? Nhưng mà làm bánh thì nào biết làm chưa? Bây giờ mời các em sang bàn bên kia.
con gấu hay xem con gấu nữa nhé. Các bạn thân mến, video đêm hội trăng rằm được ghi hình tại nhà máy nước Yên Phụ xin phép được kết thúc ở đây. Chúc các bạn có một mùa trung thu vui vẻ, thật ý nghĩa, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mùa sau. Bye bye. Đêm trung thu thì không thể thiếu được chị Hằng, nhưng mà đây là chị Khám, chị Hằng. Không, em